Rồi, xin chào anh em nha. Lại nhận tiếp một con Vivo Y12S này. Thay màn nha. Màn bể ha. Còn lên như không? Còn này. Nhưng mà sập nha. Sập liệt cảm ứng nha anh em. Màn này thì buộc thay mới thôi. Không có sửa chữa được đâu. Thà nó bê kính thì mình ép được. Nhưng mà nó những cái mà nó sập như này buộc phải thay màn. Nắp sau tháo ra nha. Thì bên mình là chuyên nhận sửa chữa thay màn ép kính các dòng máy nha. Anh em có nhu cầu xử lý gì thì cứ alo nha. Thì mình ngay ngã tư cấp 1 à, anh em cần thì cứ đem tới máy tới nhà ha, xử lý luôn. Anh em ở xa thì gửi bưu điện nếu mà có nhu cầu. Ép kính thay pin sửa chữa máy mất sóng mất nguồn nha. Vivo, Oppo, Samsung, Realme, Xiaomi nha. Ok nha anh em, màn thì lấy ra ha. Mình sẽ test một cái màn mới. Sẽ thấy ok chưa? Đã lên nha. Ok, màn hiển thị khá là đẹp nha anh em. Rồi, tiến hành mình sẽ dán cường lực và vô keo là xong nha. Ok, sau khi keo đi xong mà đã dán cường lực thì mình sẽ tiến hành dán áp vô nha. Khâu cuối cùng kết thúc nha. Rất là đơn giản thôi, không có gì là khó khăn. Anh em có nhu cầu sửa chữa thay thế gì thì alo nha. Xem này quán keo dán màng là xong. Đó, màng lên ok nha. Thì clip cũng nhanh gọn ha. Xin tạm dừng tại đây đi. Thằng ấy chào anh em và hẹn anh em những clip tiếp theo.